Bài tập tiếp theo là 3 bước nhảy nhảy đa lăng qua xà, xoay một người 180 độ. Các em quan sát, đây là một bài tập tương đối khó nhé. 1, 2, 3, các bạn bật lên, xoay. Điểm tiếp đất, các bạn tiếp đất bằng 4 vị trí, hai tay và hai chân. Để tránh trường hợp mà chúng ta bị chấn thương, các bạn quan sát và thợ làm theo thầy nhé. Rồi lần 2, 1, 2, 3, bật, xoay. Các bạn thực hiện cái bài tập này từ 10 tới 15 lần để chúng ta làm quen nha. Rồi, như vậy là chúng ta đã kết thúc hai nội dung học ngày hôm nay. Thì nội dung cuối cùng mà các bạn sẽ thả lỏng ha. Thả lỏng các bạn làm thế này nè. Thủ tay thủ chân. Hết. Thủ tay thủ chân. Hết. Rồi, thủ chân. Lần 2. Hít. Hít. Rồi, như vậy là chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay. Chúc các em có những giờ học thể dục thật tốt, thật năng động để chúng ta có thể có nhiều sức khỏe. Cảm ơn các em. Tiếp theo là vận nhảy cao. Vận nhảy cao là các bạn có 4 giai đoạn. Thứ nhất là chạy đà, thứ hai dậm nhảy, thứ ba trên không và thứ tư là tiếp đất. Thì trong 4 giai đoạn đó thì giai đoạn dậm nhảy là giai đoạn quan trọng nhất vì đưa được cơ thể chúng ta lên cao. Vừa rồi là thầy đã thực hiện xong 3 bước dậm nhảy đá lăn kết hợp đánh tay rồi xoay người 180 độ. Thì để thực hiện tốt kỹ thuật này thì thầy đề nghị các em là các bạn phải quan sát và thực hiện thật nhiều lần để chúng ta có một cái cảm giác và chúng ta đặt chân trụ chính xác nha các em.